Đã bao giờ bạn ước mình trở về thời tiền sử và gặp người cổ đại trong hang chưa? Hay khi đọc truyện Ba Người Lính Ngự Lâm, bạn có ước mình sẽ được gặp D'Artagnan để cùng anh ấy cưỡi ngựa rong ruổi khắp nơi? Hoàn toàn có thể đấy, bởi những gì bạn cần chỉ là một chiếc điện thoại du hành thời gian mà thôi. Adele và Marvin, với chiếc điện thoại đặc biệt đó, có thể thỏa chí tưởng tượng đi tới mọi nơi mà hai chị em muốn. Thật tuyệt vời phải không các em? Hãy cùng du hành trong bộ phim Phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian các em nhé!